Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến xem một căn nhà có địa chỉ tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phố Cự Lộc thì là một con phố nhỏ, đi vào từ số 108 đường Nguyễn Trãi, tức là ngay sát tòa King Palace. Từ nhà thì chúng ta có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Vincom Royal City. Vị trí nhà thì cách đường Nguyễn Trãi khoảng 300m, cách phố Cự Lộc khoảng 50m. Ngõ trước nhà thì là một ngõ thông. Cùng khoảng tài chính và cùng khu vực thì không có nhiều căn nhà ngõ thông như thế này đâu ạ. Ai thích ngõ thông hoặc là có tiêu chí bắt buộc phải mua nhà ngõ thông thì nên cân nhắc về căn nhà này. Còn không thì chúng ta có thể cứ xem và tham khảo. Căn nhà này có diện tích là 32m², xây dựng khung bê tông 5 tầng, mặt tiền là 3,5m, đầu cuối thì vuông vắn. Hướng của nhà thì là hướng Bắc, khẽ sang Tây. Về giấy tờ thì nhà có sổ đỏ chính chủ, địa chỉ nhà thuộc tổ 7, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Giấy tờ thì hợp pháp và chính chủ. Hiện trạng thì như tôi đang quay cho quý vị đây ạ. Nhà này thì ô tô đậu cách từ 40 đến 50 mét, đi bộ rất là nhanh. Bãi ô tô cũng rất là gần. Cuối phố Cự Lộc này thì có trường tiểu học Nhân Chính. Chúng ta có thể đi thông vào Quan Nhân, Nhân Hòa và rất nhiều hướng. Nhà thì nằm rất gần các trường đại học lớn như là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn. Vị trí ở trung tâm quận Thanh Xuân nên mua ở rất là ổn định và giữ giá. Ai mua chợ ở mà tạm thời cho thuê thì cũng rất là có sức hút. Đơn giản là vì ở đây có quá đông sinh viên và người đi làm. Ngôi nhà này thì hiện tại đang có giá chào bán là trên 3 tỷ. Giá chính xác thì vẫn có ở dưới phần mô tả của video. Vị trí nhà nếu ai chưa biết thì chỉ cần tìm đến số 108 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân là rẽ vào rất là nhanh. Về công năng sử dụng thì nhà sẽ có 3 phòng ngủ ở các tầng 2, 3, 4. Đây là phòng ngủ ở tầng 2. Tầng 5 thì vẫn là sân phơi, phòng thờ, khu giặt. Đây là một kết cấu đã quá quen thuộc với các căn nhà nhỏ ở Hà Nội rồi. Cụ thể từng phòng như thế nào thì quý vị quan tâm có thể xem tiếp video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các căn nhà bán tiếp theo.